Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy cơ bản mini ha, đến từ thương hiệu DCA, rất là nhỏ gọn luôn. Và đi kèm với máy thì cũng có túi đựng ha, mình xách như những con máy bình thường ha, mình có thể đeo bên vai nè. Đó, túi rất là to nha anh chị nha, để nguyên được con máy vô luôn ha. Đó, rồi tiếp tục thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái phụ kiện đi kèm ha. Như là bao gồm nè, lưỡi cắt nè, lưỡi cắt 125 nè, DCA nè ha anh chị ha. Rồi than, con này thì cũng có cái chữ than nè, cái bộ hành của DCA này, một cái bộ than được đi kèm tặng kèm này. Đặc biệt của con này á, nó sẽ sử dụng là bus free ha, bus free có nghĩa là máy cắt không bụi nha anh chị nha, có túi đựng bụi đây. Nếu mà anh chị, nếu mà tốt hơn á thì anh chị nên sử dụng luôn là cái máy hút bụi ha, ở trong máy luôn, là con máy bao bao không có bụi luôn nha anh chị nha. Ha. Nha anh chị nha. Rồi, tiếp tục theo đó là phụ kiện kèm theo đó nữa là ở trong này có cái hộp đựng cục giác này, mở khó đó, đĩa này ha. Và cái tiếp này đó, đi kèm với máy ha. Sợi dây điện đây như anh chị thấy thì đó, nó cũng rất là to. Đó, sử dụng nguồn 220. Và con này sử dụng được đường kính cắt, đường kính lưỡi của nó được, nó cắt được cho lưỡi 150 và 125 đều được nha anh chị nha. Thao lắp lưỡi thì ở bên bộ phận bên này. Thì đây, cái túi đây như anh chị xem rõ hơn nữa thì đó, rất là đẹp ha, rất là to luôn. Đấy, có vai đeo, chúng ta đeo lên vai này để dễ dàng sử dụng nè ha. Rồi đó, rất là thuận tiện luôn. Con máy này thì chuyên dụng cho các PK nè, và các gỗ ha, các khung gỗ, tranh gỗ ha, hàng chuyên dụng luôn. Đó, nên anh chị nào lưu ý thì mua cái máy này ha, sử dụng rất là tốt. Sử dụng động cơ thì máy, tiếng máy thì cũng hơi một tí ồn nha anh chị nha, tại vì động cơ sử dụng cửa than. Rồi, tiếp theo đó thì đây là cái túi đựng bụi đây. Đó, túi đựng bụi thì được lắp ở bên trong này. Thấy hả anh chị ha? Đây, túi đựng bụi thì nó sẽ lắp bên trong này. Ở bên trong này nó sẽ có một phần lắp bụi đây, và có nắp đậy đàng hoàng nha anh chị nha. Rồi, tiếp theo đó là một cái ốc trắng này ha. Ốc trắng ở lưỡi này, để được cá cố định ở đây. Ốc vít thì được đang kèm đi, kèm hết. Bên cạnh đó là cái thước đo độ ha. Con này thì nó cắt được 60 độ nha anh chị nha. Cắt được 60 độ đây đó, rất là đơn giản luôn, mình sẽ đúc vào đây đó. Rồi lưỡi thì mình sẽ lắp ở cái bộ phận này ha anh chị nha. Thì đây thì mình cứ để lưỡi riêng đó, giới thiệu cho anh chị cho nó rõ ràng cái lưỡi hơn ha đó. Lưỡi 40 răng nè anh chị nha, 40 răng. Lắp lưỡi thì tháo bộ phận này ra thôi, phần hút bụi. Hút bụi thì nó có thể gắn ở dưới này ha. Còn đây là chỉ là túi đựng bụi nha anh chị nha, túi đựng bụi. Nếu mà muốn hút bụi thêm á thì mua cái máy ha, mình có máy hút bụi á thì sử dụng con máy này là không bao giờ có bụi luôn nha anh chị nha. Đó, rất là tốt luôn, chế độ bảo hành lên tới 6 tháng. Thì đây, tiếp tục theo đó thì như anh chị thấy thì đây là công tắc nguồn nè. Công tắc nguồn nè. Ha, công tắc nguồn. Công tắc nguồn và mã sản phẩm của con này là AFF02-150 nha anh chị nha. Với công suất này 1400W và vòng tua lên tới đây 1400W, vòng tua lên tới là 5300 vòng trên phút. Ủa, rất là mạnh nha anh chị nha. Và sử dụng đường kính lưỡi tối đa này 150 nè, thì đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta một cái lưỡi 125 mà. Con này thì rất là chuyên dụng luôn đó, rất là chuyên dụng, rất là nhỏ gọn luôn. Đây, chúng ta cắt những khung tranh nè, các PK nhựa nè đều được nha. Đó, cắt rất là đẹp, rất là nhuyễn luôn. Rồi, công tắc nguồn đây. Rồi, thì mình cũng vừa review sơ cho anh chị và các bạn một cái dòng máy mà cắt máy cắt không bụi ha, mini của thương hiệu DCA. Nếu anh chị có thấy video mình hay, hãy xin một like, một subscribe để mình có động lực review những cái dòng sản phẩm chính hãng khác. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video lần sau ha.